Về già sống khôn ngoan, giữ kín ba thứ này khiến trên dưới đều nể phục. Quý vị thân mến, khi một người bước qua tuổi trung niên, con cái của họ cũng đã bắt đầu trưởng thành. Độ tuổi này là giai đoạn chín chắn của cuộc đời, cần phải cư xử chuẩn mực, sao cho trên dưới kính nể. Người xưa đúc kết lại ba thứ người ta không nên bộc lộ ở độ tuổi này, cần hết sức chú ý. Khổng Tử đã từng nói, 50 tuổi đã biết mệnh trời. Điều này có nghĩa là khi đã ở độ tuổi 50 thì người ta nên biết thuận theo sự an bài của số phận. Không nên tranh giành những điều vô ích mà hãy học cách sống thuận theo lẽ tự nhiên để bình yên nhất. Người ở tuổi ngoài 50 nếu vẫn nông nổi, không biết kiềm chế cảm xúc, không thể từ bỏ danh lợi thì khó có thể trở thành tấm gương cho người trẻ. Vì vậy sau 50 tuổi bạn càng nên giữ kín ba điều này. Hơn nữa, nếu ngoài 50 tuổi mà vẫn không thể kiềm chế cảm xúc, không thể từ bỏ một số thứ, ở tuổi này vẫn muốn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, thì theo lời cổ nhân gọi, đó chính là người bất tài. Vì vậy, khi đã ngoài 50, chớ nên bộc lộ ba thứ sau đây mới có thể khiến trên dưới nể phục. Thứ nhất, giữ kín các mối quan hệ bạn bè. Không thể phủ nhận rằng những mối quan hệ xã hội đem lại cho chúng ta sự thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Người ở tuổi 50 chắc chắn có không ít mối quan hệ. Tuy nhiên bạn thực sự không cần phải thể hiện với mọi người những mối quan hệ rộng rãi của bản thân. Nếu ở độ tuổi 30, người ta thích trò chuyện với người khác và sẵn sàng nói về những mối quan hệ đang có, và những người khác cũng vậy. Ai cũng muốn sẵn sàng kết bạn nhiều hơn. Người ta thường nói nhiều bạn sẽ tạo ra nhiều con đường. Nhưng khi đã ngoài 50 thì người ta nên lựa chọn vào những người bạn chất lượng thay vì có nhiều người bạn mới. Ở độ tuổi này, chúng ta cần người chia sẻ, tâm sự hơn là giao thiệp công việc. Vì vậy nên lựa chọn một vài người bạn tốt để đồng hành trong tương lai. Khi đã ngoài 50 tuổi thì chúng ta nên lựa chọn những người bạn chất lượng thay vì có nhiều bạn mới. Thứ hai, giữ kín chuyện tiền bạc của cải. Người bước qua tuổi 50 chắc hẳn đã có sự tích lũy nhất định về tiền bạc của cải. Trong xã hội ngày nay, sự giàu có giống như một biểu tượng của địa vị xã hội, là một chỉ số quan trọng đánh giá mức độ thành công của một người. Nhưng không phải lúc nào tiền bạc cũng có thể đại diện cho một người. Đứng trước những người trẻ tuổi hơn, khoe khoang tiền tài, địa vị sẽ gây ra những sự khó chịu và tật đố kỵ. Điều đó ảnh hưởng tới sự tôn trọng của mọi người dành cho bạn. Thứ ba, đừng vũ lực. Những người ngoài 50 tuổi cần có thái độ ứng xử chín chắn và thận trọng hơn trong mọi mối quan hệ. Quan trọng nhất là bạn không còn trẻ để giúp đỡ người khác nữa. Ở tuổi 30, người ta có sức khỏe, có thể dùng sức khỏe để chiến đấu. Nhưng bước qua tuổi 50, bạn cần suy nghĩ thận trọng trước mọi vấn đề trước khi hành động. Mỗi lứa tuổi có những khí chất riêng, được hình thành qua sự tích lũy kinh nghiệm qua thời gian. Cũng giống như một cái cây, kinh nghiệm sống của một người sẽ không những nâng cao phát triển cành lá riêng. Ứng xử phù hợp, ôn hòa, hợp tình hợp lý thì người ở độ tuổi 50 tự nhiên sẽ có được sự kính trọng, yêu quý từ những người xung quanh. Quý vị thân mến, tiếp xúc càng nhiều, chúng ta mới nhận ra nhiều sự thật trong cuộc sống. Làm người lương thiện và hào phóng là rất đáng quý, xứng đáng được trân trọng. Nhưng nên nhớ, ân tình cho đi cần chừng mực, hào phóng cũng cần có nguyên tắc. Bốn loại ân tình sau đây, bỏ ra càng nhiều, chưa chắc đã là điều tốt. Đi quá nửa đời người, càng cần tỉnh táo, khôn ngoan, quý vị nhé. Thứ nhất, cha mẹ thương con nhưng thương không đều. Hầu hết mọi người đều thường xuyên đánh giá người khác, nhưng lại thường không biết nhìn nhận và đánh giá lại bản thân mình. Nhiều bậc cha mẹ dõng dạc khẳng định rằng bản thân luôn đối xử công bằng với tất cả các con và không bao giờ có tình trạng thiên vị bất cứ đứa con nào. Tuy nhiên trên thực tế thì lại hoàn toàn không phải như vậy. Bố mẹ thiên vị người con trai trong gia đình là thực trạng khá phổ biến hiện nay. Con trai thường sẽ được bố mẹ chú tâm đầu tư hơn cho việc học. Khi trưởng thành sẽ được bố mẹ mua nhà, thậm chí ngay cả khi lập gia đình, bố mẹ cũng sẽ là người sắm sửa của hồi môn và giúp chăm sóc con cái. Trong khi đó, con gái đi làm gửi tiền về, chăm lo cho bố mẹ thì bố mẹ lại đưa hết tiền cho con trai. Trên đời này, tình mẫu tử, phụ tử luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất.
Thế nhưng sự thiên vị bày tỏ tình yêu sai cách sẽ tác động tiêu cực đến mối quan hệ của con cái với bố mẹ, mối quan hệ giữa các anh chị em trong nhà, và đôi lúc mâu thuẫn này sẽ kéo dài cho đến khi con cái trưởng thành, gây ra nhiều tổn thương về tâm lý. Chính vì vậy, bước qua tuổi 50, bản thân nhất định phải biết cách đối xử công bằng với con cái. Có nhà cửa đàng hoàng, tích góp được số vốn nhất định, quan trọng nhất là phải biết tự chăm sóc bản thân, dành dụm đủ tiền để tự lo cho cuộc sống sau khi về già của mình. Thứ hai, cho người thân, bạn bè vay tiền, không cẩn thận lại rước họa vào thân. Lòng tốt không chỉ đến từ tấm lòng mà còn xuất phát từ sự tôn trọng. Chính vì tôn trọng người thân, bạn bè nên bạn sẵn sàng cho họ vay tiền trong những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, lòng tốt chỉ thực sự có giá trị khi đặt đúng người, đúng lúc, đúng chỗ. Một số người vay tiền bạn nhưng lại chẳng có lấy một chút cảm kích, biết ơn mà ngược lại còn muốn trốn tránh trả lại tiền. Có câu nói rằng sẽ không có ai có thể dẫm đạp lên bạn nếu bạn không cho họ cơ hội. Vì vậy nếu ngay từ đầu bạn thẳng thắn từ chối cho đối phương mượn tiền thì họ sẽ không ngày này qua ngày khác khiến bạn phải phiền não. Có những người chỉ biết dựa dẫm vào người khác, không có ý chí phấn đấu, gặp khó khăn lại tìm đến bạn vay tiền, thì lúc đó sự giúp đỡ của bạn chẳng khác nào đang tiếp tay cho con sâu làm rầu nồi canh trong xã hội. Thậm chí nếu gặp phải trường hợp con nợ của bạn dây dưa mãi không trả, thì không chỉ bạn mà còn ảnh hưởng đến kinh tế trong gia đình, dẫn đến xích mích, cãi vã. Thứ ba, một mình gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, anh chị em trong nhà sẽ dễ lời qua tiếng lại. Người xưa có câu chăm nết thiện, chữ hiếu đứng đầu, trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ không phải của riêng ai. Chính vì thế các con trong một gia đình tuyệt đối không được đùn đẩy trách nhiệm này của mình cho bất kỳ một người nào khác. Khi bạn 50 tuổi, cha mẹ cũng đã bước qua tuổi 70-80. Ở độ tuổi này, còn được sống cùng với cha mẹ chính là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc. Thế nhưng ở một khía cạnh khác, đó lại là gánh nặng. Nhất là đối với những người không có an sinh xã hội và tiền tiết kiệm về già. Thậm chí qua 50 tuổi, chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng phải dựa vào các con cháu, thì làm sao đủ khả năng chăm sóc cha mẹ già. Người xưa có câu, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Anh chị em trong nhà phải biết hòa thuận, thương yêu, chia sẻ trách nhiệm chung của gia đình, cũng như chăm sóc ông bà cha mẹ. Thế nên việc phụng dưỡng cha mẹ tốt nhất nên cùng anh chị em trong gia đình bàn bạc, không nên tự mình đưa ra quyết định để tránh những hiểu lầm không đáng có. Thứ bảy, trong công việc càng năng nổ nhiệt tình sẽ càng áp lực. Rất nhiều người đến tuổi 50 vẫn luôn nghĩ rằng bản thân vẫn có thể làm được những điều lớn lao không thua kém gì thế hệ trẻ. Thế nhưng khi tuổi tác đã cao, bản thân không bắt kịp được sự phát triển của công nghệ mới thì cuối cùng cũng sẽ bị đào thải. Nếu không làm tốt công việc thì sẽ bị quở trách. Nếu không về hưu thì sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Vì thế hãy cố gắng thích nghi với những thay đổi ở nơi làm việc và chủ động nhượng bộ thì công việc của bạn sẽ thuận lợi, mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp cũng sẽ hài hòa hơn. Hãy nhớ rằng lùi một bước tiến ngàn dặm. Người xưa có câu lên núi thì dễ, xuống núi thì mới khó. Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể nào quay trở lại. Trong cuộc sống, ta thả bước chậm mà chắc còn hơn đi nhanh mà sai đường.